Thực hiện theo mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2018, ngay trong chiều nay, các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát tại nhiều điểm nóng phức tạp về tình hình giao thông cũng như trật tự đô thị, ghi nhận của phóng viên bản tin 141. Ngay trong buổi chiều nay, thực hiện theo mệnh lệnh 02, Công an quận Thanh Xuân với nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động, phối hợp với công an các phường cùng lực lượng tự quản đã lập ra các tổ cơ động thực hiện xử lý nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định và các hộ kinh doanh cố tình lấn chiếm vỉa hè. Trong những ngày đầu, lực lượng chức năng sẽ tập trung nhắc nhở, tuyên truyền để giúp người dân nâng cao ý thức. Đặc biệt do vào giờ tan tầm, lực lượng công an quận cũng đã phân chia lực lượng tổ chức phân luồng tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông. Cơ quan doanh nghiệp cũng rất nhiều và các cái trường đại học cũng rất nhiều đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân. Cho nên là thường xuyên hay xảy ra ùn tắc giao thông. Cho nên là chúng tôi cũng đã triển khai theo cái nội dung của mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố thì tại cái thời điểm này cũng đã bắt đầu thực hiện triệt để theo mệnh lệnh 02 để nhằm giảm ùn tắc giao thông cũng như là giải quyết tốt cái trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trong thời gian thực hiện mệnh lệnh 02, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là những vi phạm là nguyên nhân dẫn tới tai nạn và ùn tắc giao thông. Đồng thời, các đơn vị phụ trách địa bàn cơ sở cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm chiếm dụng hè phố và lòng đường để kinh doanh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thì đồng chí Giám đốc ban hành mệnh lệnh 02 để nhằm là thiết lập lại cái trật tự giao thông, trật tự đô thị để tiến tới thủ đô là văn minh, đô thị và xanh sạch đẹp. Trong quá trình thực hiện, Công an thành phố Hà Nội cũng thành lập các tổ tự quản để duy trì hiệu quả của mệnh lệnh 02 vào các khung giờ cao điểm như từ 16 giờ đến 20 giờ và sau 24 giờ đêm. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý kiên quyết. Hy vọng với việc triển khai quyết liệt mệnh lệnh 02, mỗi người dân sẽ tự nâng cao ý thức tự giác để mang lại một vẻ đẹp khang trang hơn cho thành phố.